Rồi, chào bà Thanh Tính, xin chào anh em. Mình về một lô bò độ luôn hả anh em? Một con sơ bi đít muối anh em. Chân chẳng rất là đẹp. Này kem 3B xương cối không nè anh em, lưng dai là khỏi chê luôn anh em. Thêm một con sibi nữa nè anh em, sáng mình tắm rửa xong mình cho nó ăn cơm hết nè. Xương bự không, xương thẳng không, mấy con này là chân thẳng không anh em. 7 tháng rưỡi bỏ trên anh em. Game F2 một con CP nữa nè anh em. Đây một con nữa. Kem. Là mình 4 con sibi anh em. Lô này mình đã chốt gì cho anh ở Lâm Đồng hết rồi. Bắt lô luôn anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Rồi đặt bò mình. Còn cái lô này thì mình chốt về Lâm Đồng hết rồi. Bộ độ không. Bốn con sibi đít muối. Còn cặp bò lỡ nữa, cặp bò lỡ rất là độ nhưng mà mình không có quay hết nè. Đó là chuồng mình chặt, mình không có dắt nó ra. Để bò Thanh Tính, ấp Tư Thành Phú, Cầu Kè, Trà Vinh, Đồng Nai, Tây Ninh. Xe mình giao được hết anh em. Lâm Đồng vẫn chạy bình thường. Bộ độ không thấy nè. Anh em nào mà có nhu cầu đặt siêu bi nước muối á, với kem với 3B mà dạng vậy nè, 3B độ như tè bè vậy nè, thì liên hệ mình ha. Nè, bộ của mình là ăn gơm ăn cỏ, không có con nào ăn hèn bia hết gì hết em. Anh em yên tâm bắt bò chị Vinh, an tâm về chất lượng con giống, giấy kiểm dịch hẳn hồi. Rất là đẹp con bò F2 nè. Đó, nó súng nhảy ra kìa. Muối nè, tà bè luôn nè. Hết hồn con bò chưa. Này, con này rít muối vào xuống. Tiền nào của nấy hết em. Ba bê kem. Ba bê F2. Cổ là phải thẳng như vậy nè anh em. Mặt phải bự anh em bắt á, ba bê là phải lựa chân bự như vậy nè. Vậy mới gọi là ba bê. Còn những con siêu bi thì chân nó nhỏ không phải rồi. Còn những con ba bê như thế này là phải chân nó bự. Ba bê đẹp như vậy là phải chân bự. Rồi
cho bò thanh tính xin. Hẹn em lại những cái video sau ha. Cảm ơn em đã xem video của mình. Xin chào anh em.